Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Mến thưa toàn thể các bác và anh em, hôm nay chúng em giới thiệu và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chiếc vang AV Pro AK600. Thì đây chính là chiếc vang nền công suất do công ty AV Pro sản xuất và được HM Audio phân phối tại Việt Nam. Thì điều đầu tiên là chúng ta có thể thấy là về thiết kế, em nó thiết kế là khá dày dặn này, các bác nhìn này, nhìn rất là hầm hố nhé, rất là hầm hố. Và hai bên này chúng ta nhìn cái điểm ấn tượng đầu tiên là sẽ là hai cái volume, bên này là sẽ là của mic, bên tay phải các bác nhìn vào màn hình là của nhạc, đó chính là to nhỏ của mic và nhạc ở đây đó. Và đây là sẽ là phím echo, đó nút vặn echo vang vọng, được chưa ạ? Đó, đây thì các cái này thì chắc là các bác đều biết rồi đúng không ạ, to nhỏ mic, to nhỏ nhạc và to nhỏ echo. Còn đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được hai đường input này, em sẽ quay gần cho các bác đó. Hai cái đường input này thì là nó có tác dụng là chạy cho nhạc đường AV hoa sen, được chưa ạ? Đó, còn đây thì các bác nhấn vào nhé, các bác nhấn vào để chạy hai cái đường này, cái nút này này đó, nhấn vào để chạy kích hoạt hai cái đường này. Còn nhả ra thì nó sẽ kích hoạt cho hệ thống là USB đó, hoặc là Bluetooth, hoặc là cổng quang đó, thì chúng ta sẽ phải nhả ra để chúng ta có thể là sử dụng đó. Và chiếc này thì nó đều tích hợp đầy đủ chức năng cho các bác và anh em, nó có cổng quang này, có Bluetooth này, có USB đó, full chức năng cho các bác và anh em. Và đây thì chúng ta sẽ có những cái phím như sau để chúng ta có thể chỉnh này. Thứ nhất là bên tay trái, chúng ta sẽ soi từ bên tay trái trước nhé, thì chúng ta sẽ có cân bằng của echo đó, cân bằng trái cho loa trái và loa phải này, và giữa thì chúng ta có delay và repeat, được chưa? Đây là phần chỉnh echo nhé. Còn bên này thì chúng ta sẽ chỉnh giải EQ của mic, ví dụ như chúng ta có chỉnh bass của mic này, chung của mic và treble của mic, được chưa? Ba cái này đó, nó tùy thuộc vào không gian hay tùy thuộc vào từng cặp loa của các bác. Ví dụ cặp loa của bác nó nhiều tiếng bass, chúng ta giảm vào đây khi chúng ta hát lên, hoặc là nhiều tiếng treble thì chúng ta có thể giảm vào đây khi chúng ta hát lên, đúng không ạ? Còn đây là ba đường vào của mic, mic 1, mic 2, mic 3 đó. Và bên này chúng ta có giới hạn là mic 1, mic 2, mic 3 ở bên này, giới hạn to nhỏ, còn to nhỏ tổng của nó thì ở đây, to nhỏ tổng ở đây các bác nhé đó. Và đây thì chúng ta sẽ có đường chỉnh nhạc, là có thể có chỉnh bass, chỉnh treble của nhạc, còn đây là chỉnh cân bằng loa đó. Con này thì nó rất là dễ sử dụng thôi ạ, rất là dễ sử dụng, và giá bên đang bán rất là rẻ cho các bác và anh em, giá rất là yêu thương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bật lên để test qua cái chất âm của em nó nhé. Đó, và khi các bác bật lên thì hai cái đèn led của hai cái phím vặn này nó sẽ sáng lên, và một đèn ở giữa đây là đèn màn hình để chúng ta có thể báo. Ví dụ em sẽ chuyển sang chế độ Bluetooth để test nhạc nhé. Đó, thì nó sẽ hiện đèn Bluetooth này, và chúng ta chỉ cần kết nối thiết bị là xong thôi các bác nhé. Em sẽ kết nối thiết bị. Kết nối thì chúng ta sẽ kết nối tự trực tiếp từ điện thoại các bác này. Tên của em nó là đây, B7 đó. Và bây giờ em sẽ test qua một đoạn nhạc. Test qua một đoạn nhạc cho các bác và anh em nhé. Chúng ta sẽ nghe dạng nhạc không lời đi cho nó dễ. Rồi, đây là cái dòng nhạc này thì hầu như là nó rất là dễ nghe. Chất âm của cái chiếc AV AK600 này cho ra cho các bác và anh em nhé. Tiếng ra rất là hay, rất là mềm đó. Và cái năm nay thì cái giá của những cái sản phẩm vang nền công suất này nó rất là rẻ đó. Với các bác mà thích sự đơn giản thì các bác có thể sử dụng những cái con vang nền công suất này đó. Thay vì chúng ta sẽ phải mua cục đẩy và vang thì đây nó em nó tích hợp sẵn, và công suất của em nó lên tới 600W cho một kênh đó, 600W cho một kênh các bác nhé, nó rất là hay. Thì các bác và anh em quan tâm vui lòng để lại số điện thoại hoặc là để lại bên dưới, chúng em sẽ tư vấn, hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978 503 822 để được bên em hỗ trợ.
Cảm ơn các bác, chào các bác.